Hai cả nhà, cảm ơn mọi người đã click vào video của em Yến nha. Cảm ơn mọi người. Mình có thể là ở lại xem video và có thể để lại một lượt like, một lượt đăng ký. Em Yến sẽ cập nhật giá xe ở từng thời điểm cho mọi người tham khảo và lựa chọn nha. Thì ở dòng xe này thì em sẽ quay cho mọi người một em xe Hyper Underbone. Nói về dòng xe này thì mình sẽ liên tưởng ngay đó là xe Kia tư nhân và xe Kia chính hãng. Ngoài ra thì sẽ có các em rider nữa nha. Và hôm nay thì ở clip này em sẽ lên các màu sơn 3D của dòng Satria bên em có và sẽ báo giá cho mọi người tham khảo cũng như là sẽ phổ biến chương trình trả góp cho mọi người trong tháng 10 này luôn. Và bên em Yến thì vẫn đang có hỗ trợ là giảm giá xe khi khách hàng có liên hệ đặt lịch trước. Nên là bạn nào đang có nhu cầu muốn mua xe, mình muốn tham khảo giá xe thì cứ liên hệ cho em Yến để được hỗ trợ mức giá tốt nhất nha. Rồi, ở kế bên em đây thì sẽ có một màu vàng 3D anh chị ha. Mâm xanh này là mâm zin đi kèm theo xe luôn. Cho nên là em biết có một số anh chị sẽ không thích cái màu mâm như thế này. Nên là mình muốn thay đổi hoặc là muốn đổi cái mâm xe thành màu đỏ hoặc màu đen thì mình có thể là liên hệ cho em Yến đi. Em Yến có thể là tư vấn cho anh chị có thể là cân nhắc để hỗ trợ đổi cái mâm xe theo ý mình muốn nha. Thật sự thì đi cái mâm này thì vẫn đẹp chứ không phải là không. Nhưng mà theo ý em thấy á, thì vẫn có nhiều bạn hỏi là có thể là đổi về mâm đen hay không. Thì bên em Yến có thể là hỗ trợ hết cho mình nha. Rồi, cái này thì sẽ đi tem báo đốm ha. Một cái thiết kế tem rất là đẹp luôn. Em thấy cái thiết kế tem này là đã lên ở một cái em màu xanh zin của cái phiên bản năm 2021 hay gì á anh chị ạ. Nhưng mà bên em thì sẽ lên cái màu sơn 3D của năm nay luôn nha. Tem Satria ha, F150. Ở đây vẫn có một dòng chữ Satria ha. Đi tem đen trắng để làm nổi bật cái tem xe hơn cho anh chị nha. Ngoài ra thì ở em xe này bên em Yến sẽ có lên một số phụ kiện, ví dụ như là ba ga này anh chị, chống độ sau ha, chống độ trước. Và cái phần phụ kiện như thế này thì bên em có hỗ trợ giảm giá luôn. Cho nên là những bạn nào đang đam mê dòng xe này và muốn gắn một số phụ kiện đi kèm để nổi cái em xe của mình hơn đó, thì mình có thể là hỗ trợ là liên hệ trước đi, em Yến có thể tư vấn kỹ cái phần đó cho mọi người nha. Và đối với dòng Satria thì sẽ có hai đặc điểm để cho mọi người có thể là cân nhắc trước khi mình mua xe. Thì em Satria tư nhân sẽ không được bảo hành tại các cửa hàng Suzuki mà chỉ được bảo hành tại cửa hàng của em Yến thôi. Cho nên là khi mà mình mua xe thì mình có thể cân nhắc giữa hai dòng xe, đó là tư nhân và chính hãng ha. Đối với bạn chính hãng thì sẽ được bảo hành tại các cửa hàng Suzuki trong vòng 3 năm. Thì nó chỉ bất tiện ở chỗ đó là cái xi nhan đằng trước và đằng sau nè mọi người. Thì nếu như mà anh chị ưng như vậy á, thì mình cứ để như vậy, còn không á, thì bên em Yến có thể là hỗ trợ tích hợp vào cho mọi người luôn, rất là gọn luôn ha, rất là đẹp luôn. Và ở đằng sau cũng vậy, em sẽ hỗ trợ tích hợp gọn vào cho mọi người như một em Satria tư nhân luôn nha. Cái phần dè này em cũng sẽ tích hợp gọn lại, sẽ thay cái đổi cái phần này luôn. Và cái đồ zin thì sẽ trả lại tất tần tật cho mọi người, cho nên là mọi người cứ yên tâm ha. Và dòng xe này thì sẽ có thêm một số màu sơn 3D nữa, nên là anh chị theo chân em để tham khảo luôn các màu nha. Đây, em có một em xám tím iPhone ha. Màu này thì thời điểm mà iPhone 14 vừa ra là bên em cũng cập nhật luôn cái màu này á. Bán rất là chạy trong thời điểm vừa qua nha. Một em xanh ngọc. Em này thì là phiên bản Satria tư nhân anh chị nha. Lên màu sơn 3D ha. Rất là đẹp. Thường á thì các màu Satria bên em sẽ đi theo một hai kiểu tem thôi. Đó là một kiểu đi xe tem đen trắng với nhiều thiết kế chi tiết khá là cầu kỳ. Và một kiểu là đi tem báo đốm. Cho nên là anh chị quan tâm cái màu xe nào hoặc là cái dòng xe nào thì mình cứ nhắn em để em hỗ trợ tư vấn và gửi màu xe cho anh chị tham khảo kỹ hơn nha. Đây cũng là một em màu vàng. Nhưng mà màu vàng này thì có phần là sáng hơn nha mọi người. Và cái thiết kế tem của em màu vàng này cũng khá là cầu kỳ và đặc biệt hơn nha. Vẫn là đi tem Satria nhưng mà sẽ có thêm cái những cái dòng chữ, ví dụ như là F150 nè, Hyper Underbone nè, rồi dòng chữ 6 số nè, rất là đẹp luôn ha. Đây, lại là một em xanh đây mọi người ơi. Em này cũng là xanh nhưng mà là xanh lá cây nha. Đi, đây là em này là lên mâm kiểu cho mọi người rồi nè. Rất là đẹp ha. Ví dụ như một số xe mà em có lên phụ kiện nhiều như thế này á, mà bạn nào ưng á, thì mình có thể là hỗ trợ liên hệ trước. Em sẽ giảm giá cái phần phụ kiện này để cho anh chị sở hữu được một xe vừa là cái màu mình yêu thích nè, vừa là những cái phụ kiện đi kèm theo xe, đồ chơi kiểu như thế này rất là đẹp luôn ha. Và ở đây em Yến sẽ có thêm một cái số màu zin nữa cho anh chị. Đây mình có cùng là hai em màu đen luôn nha mọi người. Nhưng mà một em á là đen tư nhân nè. Phiên bản này á thì cũng là màu đen tem đỏ, mâm đỏ luôn. Và một em đó là tem mới năm nay, phiên bản chính hãng, đen tem đỏ nhưng mà lại thiên về màu đen bóng nhiều hơn ha.
Và giá của dòng Satria thì hiện tại đối với dòng Satria chính hãng đang dao động từ mức giá 44 triệu đến tầm 47 triệu 500 nghìn cho các màu sơn chin đến các màu sơn 3D. Và đối với dòng Satria tư nhân sẽ dao động giá từ khoảng là 47 triệu 500 nghìn đến tầm 49 triệu 500 nghìn cho các màu sơn zin đến màu sơn 3D. Cho nên là những màu em quay sơ qua vừa rồi, mình có quan tâm được màu xe nào thì anh chị có thể là hỗ trợ là liên hệ trước cho em rồi gửi màu xe qua để em Yến tư vấn cho mình nha. Và ngoài ra thì bên em Yến sẽ có hỗ trợ lên 3D theo màu theo yêu cầu của khách hàng nha. Và có hỗ trợ là thay đổi tem theo thiết kế của riêng mình. Cho nên là bạn đang quan tâm dòng xe nào hoặc là muốn thay đổi như thế nào về cái màu xe và thiết kế tem thì mình cứ liên hệ cho em nha. Và đối với dòng xe này thì bên em vẫn có thể là hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn nha. Tùy theo mình đăng ký biển số từng nơi, mức trả góp sẽ từ 7 đến 9 triệu. Cho nên là bạn nào mình đã có nhu cầu mua em xe này rồi thì mình liên hệ trước với em để cân nhắc về phần giá xe, màu xe, hình thức trả góp. Và bên em Yến vẫn có hỗ trợ là ship xe các tỉnh cho mình luôn. Cho nên là bạn đang quan tâm dòng xe nào bên em thì có thể là liên hệ để em hỗ trợ tư vấn cho mình mua được một em xe như ý nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau ha.